15 cách phối đồ với quần jeans ống rộng để diện trong dịp hè 2023 này. Phối đồ với quần jeans ống rộng thế nào để có được một outfit vừa thời trang mà cũng vừa sành điệu cho mùa hè này đây nhỉ? Có lẽ nhiều chị em cũng đang phân vân không biết nên kết hợp các item như thế nào để có được một bộ đồ siêu matching với mùa hè này phải không nè? Vậy thì hãy lưu lại ngay 15 cách phối đồ với quần jeans ống rộng để diện trong dịp hè 2023 này nhé! Quần jeans ống rộng là quần thế nào? Quần jeans ống rộng là một trong những kiểu quần khá phổ biến với giới trẻ hiện nay, đặc biệt là với thế hệ Gen Z. Form quần ống rộng sẽ là dạng quần jeans có hai ống quần khá rộng và suông thẳng giúp cho chị em khi diện chiếc quần này cực kỳ thoải mái. Ngoài ra chúng còn giúp chị em không còn tự ti với đôi chân không quá thon thả hay phần bụng hơi to một chút của mình nữa đấy. Và sau đây là 15 cách phối đồ với quần jeans ống rộng, áo hai dây sọc caro và quần jeans ống rộng. Vào khí trời mùa hè nắng nóng thế này thì sự kết hợp giữa quần jeans ống rộng với áo hai dây thì còn gì tuyệt vời hơn phải không nè? Nếu nàng nào có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai thì nên chọn áo hai dây có họa tiết sọc caro vì chúng sẽ giúp các nàng hách được vóc dáng giúp nàng đã ốm lại càng thêm ốm nữa đấy. Nếu nàng đã chọn quần jeans ống rộng lưng cao thì hãy chọn áo hai dây là dạng áo crop top để trông outfit của mình không bị rườm rà hay bị đùn vải ở phần bụng. Còn nếu nàng chọn quần lưng thấp hoặc lưng bình thường thì có thể chọn phối cùng áo hai dây bình thường cũng rất xinh đẹp luôn đấy. Quần jeans ống rộng rách gối phối với áo crop top để chọn được một outfit trông phá cách và cá tính hơn thì các nàng có thể phối đồ với quần jeans ống rộng rách gối cùng các loại áo crop top nhé. Quần rách gối sẽ mang đến cho các nàng một diện mạo chiến đét và cực trái trong mùa hè này luôn đấy. Sự kết hợp này sẽ giúp các nàng vừa có được một outfit đẹp mà cũng lại cảm thấy thoáng mát, dễ chịu trong mùa hè này nữa đấy. Áo sơ mi kết hợp với quần jeans ống rộng. Áo sơ mi là một trong những item cực quen thuộc mà cô gái thích sự thanh lịch, kín đáo khá thích phải không nè. Nhưng nếu chỉ phối cùng với những chiếc quần tây hay quần kaki bình thường thì đôi khi sẽ khiến cho outfit của các nàng bị cũ. Vì vậy hãy đổi mới công thức mix đồ bằng cách thay thế bằng một em quần jeans ống rộng này nhé. Nếu thích thì các cô nàng của chúng ta cũng có thể mặc một chiếc áo ba lỗ màu nhạt bên trong và khoác áo sơ mi bên ngoài cũng được. Kiểu phối đồ này thì sẽ trông bạn năng động, cá tính hơn một chút đấy. Quần jeans ống rộng cạp lưng cao phối với áo crop top. Đối với những cô nàng có vòng hai hơi to một chút thì đôi khi sẽ cảm thấy tự ti khi mặc áo crop top phải không nè? Vậy thì hãy zin ngay một em quần ống rộng từ vải jeans để tăng thêm phần tự tin cho mình khi phối cùng áo dóc dóc nhé. Quần jeans ống rộng cạp lưng cao thì sẽ có phần lưng cao hơn rốn và miệng quần sẽ nằm ở ngang hoặc cao trên eo. Nếu nàng kết hợp cùng với áo crop top thì em quần này có thể hách vòng hai của nàng trở nên gọn gàng hơn và xinh hơn đấy. Quần jeans ống rộng phối với áo thun đơn giản. Công thức phối áo thun đơn giản cùng với quần jeans ống rộng không thể không nhắc đến đúng không nè nàng ơi. Thường thì kiểu kết hợp này sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi, từ tuổi thiếu niên cho đến tuổi trung niên vì chúng sẽ giúp chúng ta trẻ trung và năng động hơn. Nếu cô nàng nào muốn chọn một outfit vừa đi chơi vừa đi học thì đừng vội bỏ qua công thức mix đồ siêu tiện này nhé. Áo cardigan phối với quần jeans ống rộng, một chiếc áo quen thuộc khác mà các nàng cũng có thể dùng để kết hợp với quần jeans ống rộng trong mùa hè này, chính là áo vải len đan mỏng này đây. Nếu nghe đến vải len thì có thể nhiều cô nàng cho rằng vải len mà mặc vào mùa hè thì sẽ nóng. Tuy nhiên thì nàng chỉ nên chọn chất liệu vải mỏng một chút và có khả năng thấm hút mồ hôi để thoải mái hơn khi diện vào mùa hè nắng nóng này nhé. Phối cùng áo hai dây quyến rũ. Áo hai dây thì sẽ có khá nhiều loại, chẳng hạn như áo hai dây có phần thun nhún ở trước ngực, áo hai dây cúc ngực, áo hai dây cột nơ ở hai bên. Nên nàng có thể thoải mái lựa chọn để phối cùng quần jeans ống rộng mà đi chơi, đặc biệt là đi chơi biển đấy. Đặc điểm của những chiếc áo hai dây là cực kỳ thoáng mát và sexy. Nàng nào có đôi vai mảnh khảnh nhỏ nhắn kèm theo một chiếc xương quai xanh đẹp thì lại cực kỳ thích hợp để diện những em áo hai dây này đấy. Nếu nàng có phần bụng hơi to một chút thì nên chọn áo hai dây có thun nhún phía trước. Chúng cũng giúp các nàng hách dáng siêu đỉnh đấy nhé, phối cùng áo crop top ba lỗ. Áo crop top ba lỗ cũng là một trong những chiếc áo được chị em yêu thích vì chúng có đặc điểm là nửa kín nửa hở và giúp nhiều chị em tự tin hơn khi diện đi chơi. Cô nàng có vòng eo hơi to một xíu thì đừng ngần ngại mà diện ngay em crop top này kết hợp cùng quần ống rộng vì chúng sẽ giúp các nàng tăng thêm phần tự tin trong outfit này đấy. Phối cùng áo hoodie, ai bảo mùa hè thì không phối áo hoodie được nhỉ. Nếu các nàng có dịp đi du lịch ở những nơi có nhiệt độ thấp như các quốc gia đang rơi vào mùa lạnh hay thậm chí là Đà Lạt thì vẫn có thể kết hợp em nó cùng quần jeans ống rộng đấy. Outfit này sẽ khiến chị em trông vừa ngầu lại vừa chiến nếu chị em biết cách phối hợp màu sắc với nhau. Nếu đã chọn quần có màu tối thì chị em nên chọn áo có màu trung tính hoặc màu lạnh như đen, nâu để phối cùng. Còn nếu muốn có một outfit trông sáng sủa hơn thì hãy ưu tiên lựa chọn quần jeans màu sáng kết hợp với những màu ấm để tạo điểm nhấn cho trang phục của mình nhé. Phối cùng áo tay phồng nữ tính. Cô nàng bánh bèo nào muốn phối đồ cùng quần jeans ống rộng thì hãy lưu lại ngay công thức mix đồ siêu đơn giản nhưng lại cực kỳ thời trang này ngay nhé.
Những chiếc áo tay phồng nếu được kết hợp cùng quần ống rộng sẽ mang đến cho các nàng một vẻ ngoài vừa nữ tính, vừa ngọt ngào nhưng lại rất thời trang luôn đấy. Nếu nàng có bắp tay to thì hãy ưu tiên chọn áo tay phồng là tay dài để che được khuyết điểm của mình. Còn nếu nàng nào muốn bộ trang phục trông gọn gàng một xíu thì có thể chọn áo tay phồng tay ngắn để diện đi chơi vào dịp hè này nhé, phối cùng áo cardigan khoác bên ngoài. Nếu các nàng không thích khoác áo sơ mi bên ngoài khi phối đồ với quần jeans ống rộng vì trông hơi cá tính thì các nàng có thể chọn kết hợp cùng áo cardigan này nhé. Sự kết hợp này thì lại có phần mềm mại và nữ tính hơn cho các cô nàng bánh bèo thích trang phục nhẹ nhàng. Các nàng nên chọn áo bên trong là kiểu áo hai dây mỏng hoặc một chiếc áo thun mỏng và khoác áo cardigan bên ngoài để cảm giác không bị quá nóng hay quá bí bách nhé, phối cùng áo khoác da màu đen. Một cách phối đồ trông cá tính và cool ngầu hơn mà các nàng có thể lựa chọn đó là những chiếc áo khoác da màu đen bóng hoặc đen lì thế này. Nếu lựa chọn những chiếc áo da này thì các cô nàng nên chọn quần jeans ống rộng có độ dài chạm đất hoặc phủ qua mũi dày một chút. Vì nếu phối cùng chiếc quần quá ngắn thì sẽ làm cho outfit trông không được đẹp mắt và cũng kém phần thời trang. Mẹo nhỏ cho các nàng là hãy chọn loại quần có ống càng rộng thì sẽ càng đẹp vì cách phối đồ này chủ yếu tập trung vào kiểu quần và áo khoác nên nếu các nàng lựa chọn kỹ một chút thì outfit sẽ rất đẹp và thời trang luôn đấy nhé. Quần jeans ống rộng và áo bikini đi biển. Công thức dành cho những cô nàng đang có dự định đi biển nhưng lại không biết phối đồ thế nào để vừa xinh đẹp mà lại còn match với vibe biển mùa hè là đây. Nếu nàng cảm thấy hơi ngại ngùng khi diện hẳn một bộ bikini để chụp hình thì hãy chữa cháy bằng cách phối áo bikini cùng với quần jeans ống rộng thế này. Kiểu phối đồ này vừa kín nhưng cũng vừa hở nên sẽ tạo nên một nét đẹp siêu quyến rũ cho nàng khi đi biển đấy nhé. Quần jeans ống rộng nên phối cùng giày gì? Để nói về những loại giày có thể mang cùng quần jeans ống rộng thì sẽ có khá nhiều loại giày, nhưng để mang lại sự kết hợp hài hòa và thời trang nhất thì sau đây là hai gợi ý về kiểu giày dành cho các nàng có thể lựa chọn. Với những trang phục mang hơi hướng năng động và cá tính thì sự lựa phù hợp nhất dành cho các cô gái xinh đẹp đó là những em giày sneaker, tùy vào màu áo, màu quần jeans mà các nàng có thể chọn màu cho giày sneaker của mình. Nhưng nếu không biết chọn màu nào cho đẹp mà không làm hỏng outfit của mình thì các nàng có thể chọn giày có màu trắng để mix đồ nhé. Nhưng nếu hôm đấy nàng chọn cho mình một outfit theo phong cách tiểu thư đồng đành, sang trọng thì chiếc giày cao gót cũng có thể trở thành một item cực thích hợp cho trang phục của các nàng luôn đấy. Nếu cần di chuyển nhiều thì nàng nên chọn kiểu giày giày cao gót hở mũi chân để thoải mái hơn khi đi. Còn nếu chỉ muốn chụp hình sống ảo thì hãy mạnh dạn mang em cao gót bít mũi vào để chụp hình thêm lung linh nàng nhé. Những lưu ý khi chọn quần jeans ống rộng. Để có thể chọn được một chiếc quần phù hợp với dáng người của mình thì một mẹo nhỏ các nàng có thể lưu lại chính là hãy dựa vào tỷ lệ cơ thể của mình. Chẳng hạn như đối với các cô nàng có tỷ lệ phần lưng dài hơn chân thì nên chọn quần jeans ống rộng cạp lưng cao vì chúng sẽ giúp các nàng ăn gian được chiếc lưng có tỷ lệ dài của mình. Nếu nàng nào rơi vào trường hợp ngược lại là phần lưng có tỷ lệ ngắn hơn phần chân thì nên chọn quần jeans ống rộng lưng thấp ngang dưới rốn hoặc ngang hông, vì nếu nàng mặc quần có cạp lưng thì sẽ vô tình khiến cho cơ thể của các nàng bị thấp xuống trông không đẹp mắt cho lắm. Cảm ơn các cô nàng xinh đẹp đã tin tưởng lựa chọn video của Life để tham khảo những cách phối đồ với quần jeans ống rộng cho mùa hè này nhé. Nàng đừng quên theo dõi thêm các video liên quan trong kênh để update nhiều cách phối đồ trendy nhất nhé.